Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby và mỹ nhân hoa ngữ gây sốc với vòng eo bé hơn vòng đầu. Trong giới giải trí hoa ngữ, dường như số đo eo đã trở thành một trong những thước đo nhan sắc của các sao nữ. Vì tiêu chuẩn cái đẹp ở Trung thường chuộng dáng người gầy, cho nên các mỹ nhân đã bỏ rất nhiều công sức để luyện tập. Dưới đây là những mỹ nhân nổi tiếng có số đo khiêm tốn thon thả khiến fan hâm mộ mê mệt. Hãy cùng điểm qua nhé. Dương Mịch. Ở độ tuổi ngoài 30, nhưng vóc dáng của Dương Mịch vẫn là niềm mơ ước của hàng triệu cô gái. Mà điều đáng kinh ngạc là số đo vòng eo của nữ diễn viên tam sinh tam thế nhìn chỉ bằng một bàn tay. Bản thân Dương Mịch cũng thường xuyên diện trang phục khoe được lợi thế eo thon của mình. Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên có gương mặt tròn, dễ thương, nổi tiếng hiếm hoi trong showbiz hoa ngữ. Khi nhìn đến hai má núng nính của cô nàng, đa phần mọi người đều nghĩ dáng người của nữ diễn viên thuộc kiểu có da có thịt. Nhưng trên thực tế, chân tay của Triệu Lệ Dĩnh khá gầy, đặc biệt là chiếc eo, thậm chí còn nhỏ hơn cả đầu của nữ diễn viên. Dù đã trải qua một lần sinh nở, nhưng vẫn có thể giữ được vóc dáng tuyệt vời như vậy, chắc chắn cô ấy đã phải nỗ lực tập luyện và ăn kiêng rất nhiều. Angela Baby. Với vóc dáng 1m68 nặng 46kg, eo của Angela Baby cực kỳ nhỏ với số đo chỉ 54cm. Vì vậy, trong một chương trình truyền hình, mọi người thử đo cả vòng đầu của nữ diễn viên để so sánh. Nào ngờ lớn hơn cả con số kia, thật sự đáng kinh ngạc làm sao. Chưa kể trong bức ảnh chụp tập thể khi tham gia show Running Man, dù Ngô Tuyên Nghi và Âu Dương Dana đều là những tiểu hoa tương đối trẻ trong giới giải trí hoa ngữ, nhưng khi ba người đứng chung với nhau thì có vẻ như bà mẹ một con Angela Baby lại thắng thế hơn hai đàn em. Điều này càng chứng minh vòng eo của cô nàng hoàn hảo đến mức độ nào. Địch Lệ Nhiệt Ba. Thường được fan gọi là ba béo, nhưng thực tế Địch Lệ Nhiệt Ba chẳng béo chút nào. Cô ấy luôn tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt để có một thân hình lý tưởng. Không chỉ có gương mặt xinh đẹp, vòng eo của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thon gọn chỉ 58cm. Với ưu thế của mình, cô càng trở thành gương mặt hàng đầu được các nhãn hàng thời trang nổi tiếng săn đón mời làm đại diện quảng cáo. Không những thế, mỗi khi mặc lễ phục tham gia sự kiện, cô nàng đều không cần thiết hay hít lại vòng eo. Mỗi bộ lễ phục được mặc lên trên người Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ có thể cảm thán bằng một từ: hoàn hảo. Triệu Lộ Tư. Trong mắt khán giả, Triệu Lộ Tư vẫn luôn là sao nữ có thân hình tương đối mẫm mỉm. Trước đây khi quay web drama Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử, nữ diễn viên từng bị nhiều dân mạng nói là tẩm bộ quá nhiều. Nhưng trên thực tế, nàng tiểu hoa sinh năm 1998 lại có thân hình khá gầy. Từ những bức ảnh chụp hôm sinh nhật của Triệu Lộ Tư, chúng ta có thể nhìn ra thân hình của nữ diễn viên còn gầy hơn thế. Hơn nữa, trong thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư cũng tập trung vào chế độ ăn kiêng và luyện tập khắc chế dáng lưng gù của bản thân, khiến khán giả thêm phần trầm trồ trước ngoại hình hoàn mỹ của Triệu Lộ Tư thời điểm hiện tại. Đường Nghệ Hân. Từ trước đến nay, Đường Nghệ Hân vẫn luôn là em gái ngọt ngào trong mắt khán giả, vì khi cô ấy cười luôn hiện lúm đồng tiền ngọt ngào dễ thương. Nhưng thật ra mỹ nhân Chân Hoàng Truyện cũng rất quyến rũ đó, bởi từ sau khi sinh con xong, nhan sắc và thân hình của cô vẫn luôn chểm chệ trên hot search, đúng là gái một con trong mò con mắt. Tiền thù lao của các minh tinh kiếm được rất cao, cho nên họ mới cố gắng hết sức để duy trì thân hình của mình. Nhưng mọi người đừng có tùy tiện làm theo nha, miễn sao có được thân hình cân đối khỏe khoắn thế là ổn rồi. Chứ nhiều trường hợp vì muốn giữ eo nhỏ nhắn như vậy mà ép cân thì không tốt chút nào.